Bộ Y tế mới đây đã khai trương cổng công khai y tế nhằm tiếp tục những nỗ lực thực hiện công khai, minh bạch thông tin liên quan tới các dịch vụ y tế. Cổng công khai y tế tại địa chỉ https://công-khai-y-tế.moh.gov.vn là kết quả phối hợp giữa Bộ Y tế và Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel nhằm công khai hóa thông tin y tế trong 5 lĩnh vực, bao gồm dược phẩm và mỹ phẩm, trang thiết bị y tế, an toàn thực phẩm, khám và chữa bệnh, hành chính công. Cổng công khai y tế sẽ là kênh chính thống của Bộ Y tế để người dân và doanh nghiệp tra cứu các thông tin như giá thuốc, giá trang thiết bị y tế, giá vật tư y tế, giá khám chữa bệnh, thông tin về các sản phẩm đang lưu hành hoặc đã thu hồi. Thông qua cổng công khai y tế, người dân thực hiện quyền được biết và giám sát các dịch vụ mà ngành y tế cung cấp. Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, cổng công khai y tế được khai trương mới chỉ là bước khởi đầu, khi các thông tin về những lĩnh vực do Bộ Y tế quản lý sẽ từng bước được công khai hóa để người dân và doanh nghiệp có thể tra cứu trên Internet ở mọi nơi, mọi lúc. Chúng tôi đang nhắm tới một số những cái nội dung rất cơ bản của vấn đề công khai. Công khai thứ nhất là công khai về giá của lĩnh vực dược, là công khai giá trúng thầu của tất cả các mặt hàng thuốc khi mà tham gia đấu thầu vào các cơ sở công lập, là công khai giá bán lẻ trên thị trường. Và đây là một trong những cái chúng tôi cho rằng là một cái cách mạng trong vấn đề về công khai giá đối với lĩnh vực dược. Vấn đề thứ hai chúng tôi nhắm tới đó là công khai về thiết bị y tế, để trên cơ sở đó các đơn vị có thể lựa chọn các thiết bị phù hợp với giá cả phù hợp theo đúng quy định của luật đấu thầu và các quy định pháp luật có liên quan. Vấn đề thứ ba chúng tôi công khai toàn bộ về những cái giá dịch vụ y tế. Vấn đề tiếp theo chúng tôi công khai toàn bộ tất cả vấn đề về thực phẩm chức năng, trong đó vấn đề về cấp phép, vấn đề về quảng cáo thực phẩm chức năng, và tiến tới chúng tôi đề nghị đối với các đơn vị là phải niêm yết cái giá thực phẩm chức năng ở trên cái cổng này. Và vấn đề nữa là gì, là chúng tôi công khai về kể cả một số các thủ tục hành chính. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel sẽ tiếp tục đồng hành cùng Bộ Y tế hoàn thiện các tính năng của cổng công khai y tế, liên tục ứng dụng các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo AI, trợ lý ảo chatbot trong tương tác với người dùng, trả lời tự động các câu hỏi, công nghệ blockchain để kiểm soát các thông tin khi liên thông dữ liệu, bảo đảm theo dõi lịch sử quá trình cập nhật, bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin tuyệt đối để cổng công khai y tế hoạt động thực sự có hiệu quả. Với vai trò là đơn vị đồng hành cùng Bộ Y tế trong việc xây dựng cổng công khai các dịch vụ y tế, thì Viettel cam kết là sẽ tiếp tục đồng hành dài hạn với Bộ Y tế để đưa cổng công khai y tế này trở thành công cụ minh bạch, hữu ích cho toàn bộ người dân và toàn xã hội. Và chúng tôi cũng sẽ cam kết và nhanh chóng đưa các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, như phân tích dữ liệu vào trong các hoạt động hỗ trợ tương tác giữa cổng với người dân. Hiện tại khi truy cập cổng công khai y tế, người dân đã có thể tìm thấy các thông tin công khai liên quan đến các dịch vụ y tế với những con số chi tiết. Các thông tin được tham chiếu từ các trang thông tin điện tử của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế và cổng công khai y tế theo thời gian thực. Cụ thể, ở lĩnh vực dược và mỹ phẩm, công khai giá thuốc lưu hành và giá thuốc đấu thầu, công khai các doanh nghiệp sai phạm, vi phạm. Ở lĩnh vực trang thiết bị y tế, công khai giá đấu thầu, giá niêm yết của các thiết bị y tế, vật tư y tế và sinh phẩm hóa chất. Ở lĩnh vực an toàn thực phẩm, công khai thông tin về các sản phẩm thực phẩm chức năng đang lưu hành và đã thu hồi, công khai về quảng cáo sản phẩm thực phẩm chức năng và các vi phạm trong quảng cáo các sản phẩm này. Ở lĩnh vực khám và chữa bệnh, công khai giá khám, chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế và giá niêm yết các dịch vụ tại các cơ sở y tế. Ở lĩnh vực hành chính công, công khai kết quả xử lý thủ tục hành chính của Bộ Y tế. Cục Quản lý Dược trong thời gian vừa qua đã triển khai cái việc kê khai của trên 60.000 lượt các cái mặt hàng bán buôn, giá bán buôn của các cái doanh nghiệp, và cũng đã công khai trên 40.000 các cái lượt mặt hàng giá trúng thầu ở các cái cơ sở điều trị. Thế và trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ công khai toàn bộ các cái giá bán lẻ của trên 61.000 các cái cơ sở bán lẻ trên toàn quốc. Cái việc công khai giá từ bán buôn bán lẻ đến giá trúng thầu góp phần minh bạch hóa toàn bộ cái giá của ngành dược. Thế và giúp cho người dân có thể giám sát cũng như mang lại một cái lợi ích to lớn cho người dân,
được hưởng các cái thuốc đúng cái chi phí và đúng cái giá trị thực của nó. Chúng tôi sẽ công khai toàn bộ giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh, mức chất lượng và tỷ lệ hài lòng người dân đối với dịch vụ khám bệnh chữa bệnh của hơn 1.400 bệnh viện trên toàn quốc, và tiến tới sẽ công khai toàn bộ giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh của tất cả các cơ sở khám bệnh chữa bệnh trên toàn quốc. Những cái nội dung mà chúng tôi sẽ công khai lên cổng công khai của Bộ Y tế đó là những cái sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe mà đã được đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước. Cái thứ hai là các cái nội dung quảng cáo mà đã được đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước, và đặc biệt là các cái doanh nghiệp hoặc các đơn vị mà có vi phạm về điều kiện vệ sinh, vi phạm về chất lượng, vi phạm về quảng cáo, thì tất cả những cái nội dung đó chúng tôi sẽ công khai trên cổng công khai của Bộ Y tế, và người dân có thể cập nhật vào đó để xem xét các cái sản phẩm nào đã được phép lưu hành, cái sản phẩm nào đã được thẩm định nội dung quảng cáo và nội dung quảng cáo nó như thế nào, để tránh cái trường hợp mà nghe những cái quảng cáo không đúng sự thật về các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Cho đến nay thì vụ trang thiết bị và công trình y tế của Bộ Y tế đã công khai trên cổng thông tin y tế là hơn 18.000 cái sản phẩm trang thiết bị y tế, bao gồm các cái thiết bị, vật tư và sinh phẩm chẩn đoán y tế theo cái yêu cầu. Và chúng tôi cam kết trong thời gian sắp tới sẽ chỉ đạo đốc thúc để công khai toàn bộ các cái giá và các cái thông tin liên quan đến trang thiết bị y tế, để thực hiện nghiêm cái chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ cũng như đồng chí Bộ trưởng Bộ Y tế, để đáp ứng cái yêu cầu chính đáng, đòi hỏi của nhân dân và các cơ quan chức năng để giám sát các cái thông tin và cái giá cả trang thiết bị y tế, để tránh và khắc phục những cái hiện tượng đội giá hay là chênh lệch giá như thời gian vừa qua. Với những thông tin và con số chi tiết tại cổng công khai y tế, Bộ Y tế đã bật mí toàn bộ những thông tin mà người dân và doanh nghiệp vô cùng quan tâm nhưng chưa từng được biết. Trước đây, chính vì không được công khai mà nhiều vụ thổi giá thiết bị y tế thời gian qua đã khiến cho nhiều người ngỡ ngàng bởi mức chênh lệch tới cả chục tỷ đồng cho cùng một thiết bị y tế. Việc công khai, minh bạch thông tin sẽ là bước đi quan trọng để kéo giá thiết bị và vật tư y tế về giá trị thực. Hơn nữa, giờ đây giá các dịch vụ ngành y tế đã được công khai, người dân có thể tự mình kiểm tra trực tiếp thông tin trên trang web này mọi nơi, mọi lúc và so sánh với giá mình đang phải chi trả. Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ cái phần công khai minh bạch của Bộ Y tế trong cái tập hợp mà áp dụng công nghệ 4.0. Điều này nó còn có lợi cho bệnh viện, các cái cơ sở y tế nữa, đấy chính là tra cứu về giá đầu vào, cả về thuốc, về trang thiết bị y tế cũng như là vật tư. Cổng công khai y tế này còn là một cái cổng mà liên tục được cập nhật, ví dụ như là qua vấn đề về tra cứu trực tiếp ở trên cái hệ thống bảng, tra cứu qua tin nhắn và tra cứu mang tính chuyên sâu hơn, thì để làm sao người ta có những cái so sánh vấn đề về giá cả khi mà hưởng những cái dịch vụ y tế. Thì tất cả những cái này tiến tới là một cái nền y tế minh bạch, công khai và hiệu quả. Theo Bộ Y tế, tới đây sẽ công khai giá bán lẻ thuốc ở các nhà thuốc trên toàn quốc. Con số này hiện nay khoảng 50%. Bộ Y tế quyết tâm đẩy mạnh để đưa tỷ lệ này lên 100%, giúp người dân có thể so sánh thuốc ở các đơn vị hay các cơ sở bán lẻ, cung cấp, bảo đảm chất lượng, thông tin kịp thời. Qua đây, người dân có thể biết, giám sát về thuốc họ sử dụng. Khi phát hiện giá thuốc cao hơn giá bán buôn dự kiến đã kê khai, họ có thể phản ánh ngay với nhà thuốc, quầy thuốc, thậm chí gửi phản ánh trực tiếp qua cổng công khai y tế. Từ đó ý kiến có thể cùng lúc được chuyển đi các đơn vị liên quan để điều hành, giải đáp. Công khai thông tin và giá dịch vụ, thiết bị y tế là biện pháp quản lý điều hành tích cực, thể hiện sự quyết tâm và nỗ lực đáng ghi nhận của Bộ Y tế, là nền tảng thiết lập lòng tin giữa chính quyền, doanh nghiệp và người dân. Thực tế, việc công khai các thông tin y tế đã và đang thực hiện tốt tại các đơn vị. Tuy nhiên, các thông tin phân tán tại nhiều địa chỉ khác nhau, chưa có một kênh thông tin tổng hợp và đồng bộ. Cổng công khai y tế có phần giải quyết tình trạng trên. Đồng thời, qua kênh thông tin này, người dân cũng có thể nhanh chóng phản ánh, kiến nghị tới các cấp có thẩm quyền. Bên cạnh đó, tình hình xử lý hồ sơ, kết quả xử lý thủ tục hành chính cũng được công khai, với tỷ lệ 97% hồ sơ được giải quyết đúng hạn. Có thể khẳng định, thời gian qua, với việc tận dụng tối đa những tiến bộ trong công nghệ thông tin, Bộ Y tế là một trong những bộ ngành tích cực thực hiện cải cách hành chính và đạt được những kết quả rõ rệt. Những năm gần đây, Bộ Y tế đã triển khai hàng loạt các biện pháp cải cách thủ tục hành chính, giảm phiền hà cho người bệnh, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Với phương châm đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, lấy người bệnh làm trung tâm và hướng tới sự hài lòng của người bệnh,
ngành y tế đã đổi mới về quản lý, cách làm và phương pháp kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện hàng năm. Diện mạo của ngành từng bước được cải thiện từ các cơ sở y tế trung ương tới địa phương, từ tinh thần thái độ phục vụ của cán bộ, nhân viên y tế đến chất lượng dịch vụ y tế, từ điều kiện cơ sở vệ sinh, môi trường bệnh viện đến quy trình khám chữa bệnh, giảm thời gian chờ đợi của người bệnh. Tất cả đều nhằm hướng tới mục tiêu giảm phiền hà và tăng sự hài lòng cho người bệnh khi đi khám chữa bệnh. Tại nghị quyết số 20 của Trung ương ban hành ngày 25 tháng 10 năm 2017 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, đã đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ hài lòng của người dân với dịch vụ y tế đạt trên 80%. Tuy nhiên, ngay từ năm 2018, thực hiện đánh giá tại 53 bệnh viện tuyến trung ương, bệnh viện thuộc trường đại học và bệnh viện tuyến tỉnh, tỷ lệ hài lòng của người bệnh đạt 83,7%, trong đó tuyến trung ương đạt 84,5%, tuyến tỉnh đạt 83,3%, nhóm bệnh viện thuộc trường đại học là 81,5%. Và sự hài lòng của người bệnh vẫn tiếp tục tăng lên khi ngành y tế đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bệnh viện, quản lý bảo hiểm y tế để giảm thủ tục, giảm thời gian chờ đợi của người bệnh, thực hiện công khai, minh bạch các khoản chi phí mà người bệnh phải chi trả. Có thể thấy, cổng công khai y tế vừa là quyết định táo bạo, vừa là quyết tâm mạnh mẽ của Bộ Y tế nhằm tiếp tục hoàn thiện, hướng tới sự hài lòng của người dân. Trong thời gian tới, cổng công khai y tế sẽ tiếp tục được nâng cấp tính năng, bổ sung ứng dụng trên các thiết bị di động để tạo thuận lợi cho mọi cá nhân, đơn vị có thể tra cứu và cập nhật thông tin mọi lúc, mọi nơi, hướng đến mục tiêu xây dựng môi trường cạnh tranh, lành mạnh, công khai và minh bạch của ngành y tế. Theo Nghị định số 135 năm 2020 của Chính phủ, quy định về tuổi nghỉ hưu, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường, theo khoản 2, điều 169 của Bộ Luật Lao động, được quy định cụ thể như sau. Đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ. Sau đó cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028, và cứ mỗi năm tăng thêm 4 tháng đối với lao động nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035. Sau khi thống nhất với Bộ trưởng các bộ, Ngoại giao, Công thương, Công an, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành thông tư số 100 năm 2020, bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành trong các lĩnh vực hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, phí, lệ phí và hướng dẫn về chế độ tài chính, thủ tục hải quan áp dụng tại các khu kinh tế, khu thương mại và công nghiệp thuộc khu kinh tế cửa khẩu. Theo đó, bãi bỏ toàn bộ 10 văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực hải quan, 5 thông tư trong lĩnh vực thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, 4 thông tư trong lĩnh vực phí và lệ phí, 18 thông tư hướng dẫn chế độ tài chính, thủ tục hải quan áp dụng tại các khu kinh tế, khu thương mại và công nghiệp thuộc khu kinh tế cửa khẩu.